Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, sáng ngày 7 tháng 7, gần 17.400 thí sinh của tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi, chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919, 3 số cuối 199. Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã vận động mạnh thường quân đóng góp, cung cấp những suất ăn miễn phí trong các ngày thi. Chia sẻ của khán giả Đình Thủy có số điện thoại 0338 3 số cuối 154. Một đám cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng nằm cạnh cây xăng Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân đã phối hợp khống chế ngọn lửa không để cháy lan. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0974 3 số cuối 531. Thời bão giá nhưng vẫn có những quán cơm từ thiện duy trì phát cơm miễn phí để hỗ trợ người lao động. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Trang có số điện thoại 0374 3 số cuối 854. Cà Mau áp dụng công nghệ số ra chợ truyền thống. Giờ đây các bà nội trợ không cần mang theo tiền mặt cũng có thể mua bán hàng hóa khi ra chợ. Phản ánh của khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 0374 3 số cuối 841. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 7, gần 17.400 thí sinh ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi, chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. So với năm trước thì số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng không đáng kể. Trong tổng số gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi thì có gần 15.000 thí sinh trung học phổ thông, hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng để đảm bảo an toàn cho trường thi, các công tác phòng dịch vẫn được các điểm thi thực hiện nghiêm túc. Tại 35 điểm thi, Ban chỉ đạo kỳ thi ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 751 phòng thi chính thức và 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, các trường trung học phổ thông, nơi được lựa chọn làm hội đồng thi, đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án, đảm bảo an ninh trật tự an toàn ở trường thi. Vấn đề đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Các sở ban ngành liên quan đã bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi và đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi, chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi phục vụ giáo viên coi thi. Ngành y tế tập trung cao cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên coi thi và cả thí sinh. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã phân công cắm chốt tại mỗi điểm thi. Chính quyền địa phương cũng đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, xoa xét công việc, bố trí lực lượng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo cho kỳ thi. Thời gian vừa qua, các ngành liên quan và chính quyền các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho gần 2.500 cán bộ giáo viên trường trung học phổ thông và gần 800 giáo viên trung học cơ sở dự kiến làm nhiệm vụ. Còn tại Nam Định thì năm nay toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 là hơn 19.000 em và hơn 750 thí sinh tự do. Ngành giáo dục và đào tạo bố trí 35 điểm thi chính thức với 846 phòng thi và 20 điểm thi dự phòng với 404 phòng thi. Tại các điểm thi được lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát các điều kiện, phương tiện tại các điểm thi và triển khai công tác phòng chống dịch, chuẩn bị phòng chống thiên tai để sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Toàn tỉnh Nam Định huy động 3.052 người thực hiện công tác coi thi. Trong đó có 1.867 cán bộ coi thi, 325 cán bộ giám sát, 105 trưởng phó điểm thi và 650 người là công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ. Đồng thời, các nhà trường bố trí nhà đa năng, làm phòng chờ cho thí sinh và phòng cách ly nếu có, nếu thí sinh mắc COVID-19. Đảm bảo 100% các phòng thi đều đủ điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trong mọi điều kiện thời tiết và diễn biến bất thường của dịch COVID-19, cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, tích cực tổ chức ôn thi cho học sinh, xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó với thiên tai dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ tham gia làm công tác thi ở điểm tiếp nhận hồ sơ, dự phòng cho các tình huống phát sinh như có học sinh đi muộn, hỏng hệ thống điện tại phòng thi chính thức hoặc thời tiết xấu. Trong sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh thi môn ngữ văn 120 phút. Chiều ngày 7 tháng 7, thí sinh thi môn toán 90 phút. Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội 150 phút. Và chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh thi môn ngoại ngữ 60 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản, ổn định như năm 2021. Một điểm mới lớn nhất năm nay, thí sinh muốn xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển riêng sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông và theo hình thức trực tuyến. Với nỗ lực của toàn ngành giáo dục và đào tạo, thầy và trò các nhà trường ở tỉnh Nam Định kỳ vọng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt nhất. Và sau khi kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông thì dự kiến thời gian công bố điểm thi sẽ là vào ngày 24 tháng 7. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh và phụ huynh học sinh đều chuẩn bị tốt những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi nhằm đạt được kết quả cao. Để hỗ trợ họ, nhiều hoạt động tình nguyện cũng được song hành. Ghi nhận tại điểm thi Trung học phổ thông Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội với trên 400 thí sinh tham dự. Do địa điểm thi cách khá xa trung tâm nên nhiều học sinh từ các trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa A, Ứng Hòa B, Đại Cường đã ở lại trường để đảm bảo lịch thi chiều. Tuy nhiên, nhiều thí sinh ở xa lên cũng gặp khó khăn về chỗ ăn, chỗ ở. Nhận thấy những khó khăn trên, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã phối hợp với huyện đoàn, phòng giáo dục huyện để kêu gọi vận động nguồn lực từ tấm lòng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đồng thời phối hợp với trường mầm non Lưu Hoàng đảm nhận nấu các suất ăn cho các thí sinh. Thời điểm các thí sinh bắt đầu làm bài thi cũng là lúc các tình nguyện viên hối hả vào bếp chế biến các suất ăn không đồng. Công tác chợ búa đã được họ hoàn thành từ sáng sớm, mỗi người mỗi việc, người vo gạo nấu cơm, người nhặt rau, gọt củ quả, không ngơi tay. Trong ngày thi đầu tiên, điểm trường Lưu Hoàng đã cung cấp 200 suất cơm gửi tới các thí sinh và người nhà đến thi tại đây. Theo kế hoạch, ngày thi thứ hai sẽ tiếp tục nấu trên 200 suất để hỗ trợ thí sinh. Có thể nói đây là một trong những điểm trường đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai nấu ăn hỗ trợ miễn phí cho các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những phần cơm nóng hổi được chuẩn bị chu đáo và được trao tận tay các thí sinh. Nhận suất cơm miễn phí, nhiều thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng giữa mùa thi vất vả. Bên cạnh những bữa cơm miễn phí, thí sinh và người nhà còn được hai nhà trường, trung học cơ sở và mầm non hỗ trợ nơi nghỉ ngơi tại trường. Đây là những việc làm giàu tình cảm rất ý nghĩa để các em thí sinh nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Một đám cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng nằm cạnh cây xăng Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với lực lượng chức năng cùng người dân khống chế ngọn lửa. Thông tin bước đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 6 tháng 7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo về vụ cháy tại xưởng sắt trên địa bàn xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Ngay sau đó, lực lượng chức năng Công an huyện Quốc Oai đã điều động xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa đến hiện trường. Khi tiếp cận, cảnh sát phải cùng người dân phá khóa cửa xưởng để tiến hành chữa cháy, chống cháy lan và triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lên phương án ngăn ngọn lửa có nguy cơ bùng phát sang các nhà dân, xưởng sản xuất liền kề và cây xăng cách đó vài chục mét. Khoảng 30 phút sau nỗ lực các phương án, ngọn lửa đã được khống chế. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những ngày qua, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ Bãi Dài đi sân bay Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện các bãi tập kết với hàng trăm cây cổ thụ khổng lồ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Theo khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914 thì những cây cảnh này phục vụ cho các công trình xây dựng khu vực du lịch tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Chúng được xếp dọc lề đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ Bãi Dài đi sân bay Cam Ranh. Hàng trăm cây cổ thụ to lớn được các xe tải lớn liên tục vận chuyển đến được cần cầu bóc xuống để xếp thành từng lớp dọc hai bên đường. Hầu hết các cây này đều có chiều cao hàng chục mét, được chặt bớt ngọn và nhánh. Tuy nhiên, vẫn phần nào che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Vì vậy, đề nghị địa phương siết chặt trật tự an toàn giao thông qua đoạn đường này. Thưa quý vị, trong cơn bão giá, số người tìm đến các quán cơm, chợ giá, cơm từ thiện ngày càng đông. Giá nguyên liệu, thực phẩm tăng cao khiến cho các chủ quán cơm này khóc ròng và loay hoay tìm cách duy trì hoạt động. 10 giờ sáng, trước trạm cơm Nghĩa Tình ở số 175 đường Trần Bình Trọng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, có hàng chục người đang đứng xếp hàng. Hơn một năm qua, mỗi ngày tại đây đều bán cơm chợ giá và phát từ 600 đến 1.000 phần cơm miễn phí cho người nghèo, người lao động, bệnh nhân và thân nhân. Đứng trước cơn bão giá, khoảng 2 tháng trở lại đây, quán đang tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này. Ngay ngày hôm nay là 800 phần. Trước đây á, là nguyện vọng của tôi á, là làm là chỉ 10.000 đồng thôi. Nhưng mà sau thời điểm giật giá leo thang, xăng mắm, ga mắm, dầu nấu á, thì là nó tăng gấp đôi. Tất cả dân dân nó đều tăng hết, cho nên chúng tôi phải buộc xin lên thêm 2.000 đồng nữa là gọi là trợ giá. Nhưng mà sau này là có thì các tôi cũng phải giữ cái giá này thôi, tôi không tăng nữa. Tùy bằng mỗi cách, ví dụ như cũng có một phần là mạnh thường quân hỗ trợ, và nếu mà không thì cũng đôi lúc rồi tiền túi cũng có bỏ ra. Thì tôi có mua bán, tại vì chiều 5 giờ là tôi có mua bán. Tôi bán những món ăn vặt nhỏ thôi ở ngoài đường. Thì tôi cố gắng duy trì chỉ bằng như vậy thôi. Tôi phải tìm bằng mọi cách để duy trì. Tại vì đây là nguyện vọng của tôi. Có nhiều người bệnh nhân ở tỉnh, họ lên đây họ thì tài chính họ không có. Nhờ những phần cơm này họ có thể chăm được người bệnh lâu hơn. Tại vì ở đây là phục hồi chức năng, bệnh nhân có thể nằm viện tới 1 tới 2-3 tháng. Bởi vì cái chuyện ăn uống, sinh hoạt này kia nọ nói chung cũng là một cái khó của người bệnh. Có ý nghĩa với những người nghèo khó hoặc là bán giấy số, mấy cháu sinh viên. Có ý nghĩa đối với những người khó khăn. Cùng gồng mình trước cơn sốt giá, quán chay Mãn Tự ở số 201, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lao đao khi kinh phí hoạt động ngày càng eo hẹp. Chị Đỗ Thị Ngọc Phượng, chủ quán chay Mãn Tự cho biết, mỗi ngày quán phục vụ khoảng hơn 2.000 suất cơm, thứ Bảy và Chủ nhật là gần 3.000 suất. Đối tượng đến quán chủ yếu là học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp. Đây là quán chay mà khách có thể ghé ăn và trả tiền tùy tâm. Trong thời điểm vật giá leo thang, quán gặp nhiều khó khăn hơn khi có những nguyên vật liệu tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi. Tuy vậy, quán vẫn đang cố gắng tìm cách để duy trì hoạt động, hỗ trợ người lao động khó khăn. Năm 2022 được tỉnh Cà Mau chọn là năm bản lề chuyển đổi số. Theo đó, thì các đơn vị địa phương đã xây dựng nhiều mô hình số hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân từng bước làm quen với ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận sử dụng các dịch vụ thanh toán tiện ích thông qua môi trường mạng, tiến tới hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Một trong những mô hình số vừa được triển khai đó chính là mô hình chợ 4.0. Chợ 4.0 là mô hình chợ thanh toán hiện đại đã và đang được ứng dụng thành công ở nhiều chợ trên cả nước. Tại tỉnh Cà Mau, chợ phường 5 là chợ đầu tiên được thí điểm mô hình này. Gần 100% tiểu thương tại chợ được gắn bảng có mã QR kèm theo số tài khoản thanh toán. Khách hàng đến chợ mua sắm chỉ cần mở ứng dụng Viettel Money hoặc ứng dụng Mobile Banking, ví Momo, là có thể quét mã chuyển tiền thanh toán ngay lập tức đúng giá trị món hàng của mình vừa mua mà không phải dùng tiền mặt. Trường hợp người đến chợ nhưng chẳng may quên tiền ở nhà hoặc cầm tờ tiền có giá trị lớn nhưng chỉ mua một vài bó rau, con cá, người bán hàng không có đủ tiền thối lại, phải chạy tới chạy lui tìm người đổi tiền. Với dịch vụ thanh toán tiện ích tại chợ 4.0, mọi việc sẽ được xử lý dễ dàng, không mất nhiều thời gian của người bán lẫn người mua. Đi chợ thì thanh toán qua mạng thì nó sẽ tiện lợi hơn, đỡ phải mang nhiều tiền hơn. Rồi đi chợ nhiều khi nó sẽ bị rớt tiền, nếu mang nhiều tiền sẽ bị rớt tiền hơn. Người ta mua, người ta không có trả tiền mặt, người ta quẹt mã gì đó rồi qua thẻ mình vậy thôi. Qua thẻ thì cầu rút có tiền là được thôi chứ có gì đâu. Cũng tiện, cũng được. Người ta tới, người ta mua thịt mình, người ta nói là bây giờ để về người ta chuyển qua cái cách đó cho mình. Vậy thôi. Gọn nhanh, tới cũng nhanh, tiện lắm. Rồi mình cũng ngủ người ta đó, thanh toán kiểu đó đó. Người ta cũng đồng ý, người ta cũng vui vẻ, vậy mà người ta nói thôi kệ để tập từ từ cho quen, chứ muốn mua đây cái trả liền cho nó nhanh lẹ đi. Ngoài nhận thanh toán QR code từ khách hàng, tiểu thương chợ 4.0 phường 5 cũng có thể sử dụng ứng dụng để thanh toán các khoản phí cho ban quản lý chợ, như thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, trả góp bảo hiểm và hàng loạt các tiện ích khác. Dù có nhiều tiện ích, thế nhưng cũng cần nhìn nhận rằng số người đến chợ phường 5 mua sắm, thanh toán bằng cách quét mã QR code hoặc chuyển tiền qua ứng dụng còn khá khiêm tốn, do phần lớn vẫn còn người dân giữ thói quen thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, nhất là những người lớn tuổi. Mặt khác, có nhiều người sử dụng điện thoại không có 3G, 4G, với lại số hàng hóa họ mua tại chợ giá trị không cao nên không còn cách thanh toán online. Tôi thì thường xuyên tuyên truyền cho bà con, kể cả những người tiểu thương mà trước đây người ta cũng có cái ý nói là ta không có quen sử dụng máy móc rồi đó, thì bây giờ đã tuyên truyền thì bà con người ta cảm thấy có lợi và người ta đã thực hiện. Tôi nghĩ là tới một ngày nào đó, bây giờ lúc đầu tiên bị mình mới thí điểm lần đầu ở tại Cà Mau á, thì ta thấy nó cũng hơi là ít có người sử dụng, nhưng mà tới một ngày nào đó từ từ rồi từ dân mình quen thì cái việc này sẽ trở thành tiện lợi và có thể nhiều nơi nó sẽ áp dụng thêm. Xu hướng là tiến tới sự nhanh chóng tiện lợi cho bà con, thì tiện ích của cái dịch vụ này cũng là một phần trong cái hoạt động chuyển dịch số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động mua bán cho bà con tại chợ phường 5 nói riêng và chợ trên địa bàn tỉnh nói chung. Viettel cũng Cà Mau cũng đã xin chủ trương với các lãnh đạo sở ban ngành tại địa phương thì cũng sẽ xin triển khai tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong việc hướng người dân sử dụng các dịch vụ tiện ích thông qua môi trường mạng, trong đó có hình thức thanh toán trực tuyến, tuy nhiên chợ 4.0 cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc giúp người dân hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, từ đó thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để có thể trở thành những công dân số trong tương lai. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày. Sáng ngày 7 tháng 7, gần 17.400 thí sinh ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi, chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng không đáng kể. Trong tổng số gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi, có gần 15.000 thí sinh trung học phổ thông, hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên. Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng để đảm bảo an toàn cho trường thi, công tác phòng dịch vẫn được các cái điểm thi bảo đảm an toàn thực hiện nghiêm túc. Phản ánh của khán giả Nhật Báo số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Tại Nam Định, năm nay toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 là 19.104 em. Số thí sinh đang học hệ lớp 12 trung học phổ thông là hơn 17.000, thí sinh đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên là gần 2.000 và 767 thí sinh tự do. Ngành giáo dục và đào tạo bố trí 35 điểm thi chính thức với 846 phòng thi và 20 điểm thi dự phòng với 404 phòng thi. Tại các điểm thi được lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra giám sát các điều kiện, phương tiện tại các điểm thi, triển khai công tác phòng chống dịch, chuẩn bị phòng chống thiên tai để sẵn sàng tổ chức kỳ thi này. Phản ánh từ khán giả Minh Phụ, số điện thoại 0912 3950. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022. Các thí sinh và phụ huynh học sinh đều chuẩn bị tốt những điều kiện cho kỳ thi nhằm đạt được kết quả cao. Và để hỗ trợ họ, nhiều hoạt động tình nguyện cũng đã được song hành triển khai. Cụ thể, tại trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, với trên 400 thí sinh tham dự, Hội Chữ Thập Đỏ của huyện đã phối hợp với các mạnh thường quân cung cấp hơn 200 suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà. Chia sẻ tới khán giả Đình Thủy, số điện thoại 03838 3 số cuối 154. Một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà xưởng nằm cạnh cây xăng Đồng Lư, thuộc xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội trong đêm ngày 6 tháng 7. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai phối hợp với lực lượng chức năng cùng người dân khống chế ngọn lửa, không để lan rộng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng, số điện thoại 0974 3 số cuối 531. Những ngày qua, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đi từ bãi Giải đến sân bay Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện những bãi tập kết hàng trăm cây cổ thụ khổng lồ, và hầu hết các cây cổ thụ đều có chiều cao hàng chục mét, được chặt bớt ngọn và nhánh. Tuy nhiên, phần nào che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này. Vì vậy, để đề nghị địa phương siết chặt trật tự an toàn giao thông qua đoạn đường này. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số 914. Trong cơn bão giá, số người tìm đến các quán cơm trợ giá, cơm từ thiện ngày càng đông. Giá nguyên liệu thực phẩm tăng cao khiến các chủ quán cơm khóc ròng, loay hoay tìm các hoạt động duy trì. Một số khác, nguồn kinh phí hạn hẹp đã khiến các cơ sở này phải thu hẹp quy mô hoặc tăng giá để có thể tiếp tục hoạt động. Chia sẻ đến khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0374 3 số cuối 854. Năm 2022 được tỉnh Cà Mau chọn là năm bản lề của chuyển đổi số. Theo đó, các đơn vị địa phương đã xây dựng nhiều mô hình số hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân từng bước làm quen với ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận sử dụng các dịch vụ thanh toán tiện ích thông qua môi trường mạng, tiến tới hình thành chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số. Một trong những mô hình vừa được triển khai đó chính là mô hình chợ 4.0. Phản ánh từ khán giả Bình Nguyên, số điện thoại 0374 3 số cuối 841. Tới đây chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocninhkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.